Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị Yamaha SR440TH Anniversary Edition 2020 phiên bản đặc biệt ra mắt tại Thái Lan. Trong khuôn khổ sự kiện triển lãm cho năm 2020 đang diễn ra ở bên Thái Lan, Yamaha Moto bất ngờ trình làng một phiên bản đặc biệt SR440TH Anniversary Edition 2010, cái bản kỷ niệm 40 năm ra đời của cái dòng xe cổ điển này. Lần đầu tiên ra mắt thị trường vào năm 1978, cái chiếc Yamaha SR400 nhanh chóng tạo ra những sự ấn tượng mạnh mẽ và trở thành một huyền thoại trong mắt những tín đồ mê Lexus Retro. Thực tế vào cái năm 2018, Yamaha cũng đã từng đề cập đến phiên bản kỷ niệm 40 năm dành cho cái dòng SR400 này. Tuy nhiên, tại cái sự kiện triển lãm năm 2020 đang diễn ra ở bên Thái Lan, Yamaha Moto bất ngờ cho ra mắt cái chiếc SR440TH Anniversary 2020 trong gian hàng chính của mình. Cái phiên bản đặc biệt lần này vẫn giữ cho mình phong cách thiết kế cổ điển với những chi tiết đặc trưng của những thời đầu tiên xuất hiện vào những năm 1970 đến 1980. Có thể kể đến như phần bình xăng giọt nước dung tích 12 lít với cái nắp xăng được đặt lệch ở bên phải, kè cánh bùng trước sau mang thiết kế sắc sảo, ốp đầu đèn pha, ống phục trước sau, hệ thống ống xả đều được mạ rơm sáng bóng. Ngoài ra, tận dụng các chi tiết với thiết kế rất quen thuộc từng tạo nên tinh tủ của SR400 trong những năm 1970-1980, Yamaha còn tinh tế dùng cho mình chiếc gam màu sơn độc đáo cho phiên bản kỷ niệm lần này. Cụ thể, các nhà thiết kế của nhà Yamaha đã kết hợp công nghệ nhũ màu hiện đại mang đến cho cái chiếc SR400 một diện mạo hoàn toàn mới. Về mặt sức mạnh, cái chiếc Yamaha SR440TH Anniversary Edition 2020 vẫn có dùng cho mình cái khối động cơ là SOC 4 thì xanh đơn, dung tích là 399cc, làm mát bằng không khí, phun sinh tử, tiên tiến, đi cùng hộp số con tay 5 cấp, cùng với một cái lọc gió khí thải được bổ sung ở bên trái động cơ, giúp đảm bảo chiếc xe đáp ứng được cái tiêu chuẩn thải mới Euro 4. Sức mạnh phiên bản đặc biệt này được công bố ở mức 22.90 lực, cùng chung men sáng cực đại là 27.4 Nm. Yamaha SR440TH Anniversary Edition 2020 sẽ có một loạt chỉ giới hạn ở con số 500 chiếc sản xuất trên toàn cầu, hiện đang được trưng bày tại gian hàng của cửa hàng Yamaha bên Thái Lan. Và giá bán em ấy hiện nay thì vẫn chưa được hãng xe Nhật Bản công bố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like và subscribe.